Tất trần thư giãn văn phòng Relaxing Socks là loại tất thời trang mới có giãn 4 chiều, thoáng khí, lịch sự. Đặc biệt, tất thời định vị 8 vị trí thứ tự từ 1 đến 8. Bài ấn thiết kế đặc biệt thư giãn nhanh 1 phút, giúp thư giãn đầu óc, khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái. Relaxing Socks, giải pháp tuyệt vời để thư giãn tâm trí giờ giải lao. Truy cập relaxingsocks.com hoặc quét mã QR để đặt hàng và xem thêm các bài thư giãn sóng não được chuyên gia cập nhật mỗi ngày. Thuê pin ô tô điện VinFast, khách hàng phân tích ngạc nhiên. Với mẫu ô tô điện đầu tiên, VinFast đã áp dụng chính sách cho thuê pin theo tháng. Hiểu một cách đơn giản là chiếc xe mà khách hàng mua sẽ không cần trả tiền sở hữu pin, tuy nhiên thì vẫn được gắn bộ pin trên xe. Khách hàng nói gì về chính sách thuê pin của ô tô điện VinFast? Trước chính sách này của VinFast, có một số ý kiến tỏ ra lăn tăn với mức giá thuê pin phải trả hàng tháng là 1,45 triệu đồng với quãng đường di chuyển tối đa là 1.400 km, tức trung bình 46 km mỗi ngày. Dưới góc độ của người tiêu dùng, anh Hưng Lê đã bày tỏ quan điểm trên Hội Cộng đồng Yêu Xe Việt. Thứ nhất, khi làm kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phải giải bài toán của họ. Việc cho thuê pin với giá bao nhiêu đi nữa thì chắc chắn 100% rằng họ sẽ lỗ cục pin đó sau khi đến hạn trải pin phải thay thế. Sau 10 năm, chỉ thu lại được khoảng 60 triệu đồng, tức là khoảng 2.000 đô, trong khi đó pin ô tô hiện tại đa phần là khoảng 6.000 đến 8.000 đô. Vì vậy, thực tế cái gọi là thuê pin cũng tương tự như việc cho người mua xe trả góp cục pin đó trong vòng 10 năm. Nếu không thuê pin mà tính giá pin và giá xe thì phải chênh thêm khoảng 200 triệu, lúc đó thì chiếc xe sẽ rơi vào khoảng 860 triệu. Chênh lệch khoảng 60 triệu vì thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT đánh lên giá pin và giá xe, từ đó khó có khả năng cạnh tranh với ô tô xăng, dầu về mặt giá cả. Thuê pin là một bước đi thông minh và cực kỳ sáng tạo của VinFast. Người mua xe không khác gì là trả góp phần quan trọng nhất của chiếc ô tô điện là cục pin mà không cần phải lo rủi ro lớn nhất là xài pin bị chai pin. Còn Vin thì tăng được khả năng cạnh tranh về giá với xe xăng trên thị trường. Chắc chắn phần chi phí tài chính đối với VinFast sẽ rất nặng nề vì cứ mỗi xe phải cho khách hàng thuê cục pin, chỉ khi nào có tiềm lực vốn mạnh và dám duy trì dài hạn thì mới đưa ra bước đi như vậy. Nhưng liệu rằng VinFast có đủ sức để làm như vậy khi mà quy mô bán xe lên được 1 triệu xe không? Lúc đó thì số tiền phải ứng cho khách lên tới 6 tỷ đô chỉ tính riêng tiền pin. Hoặc có thể việc thuê pin chỉ áp dụng như là một đặc quyền cho khách hàng ở Việt Nam để lấy thị trường sân nhà, tạo bước đà để tiến ra toàn cầu thì sao? Anh Hưng Lê chia sẻ tiếp. Thứ hai, nếu xem việc thuê pin như là trả góp cục pin và chi phí thuê pin chỉ bằng chi phí đổ xăng hàng tháng khi đi cùng số km nhất định, thì có thể nói là người mua xe được lời nhiều nhất khi họ được sở hữu một chiếc xe điện vận hành tốt hơn cả xe xăng. Ngoài ra thì họ có thể mua xe điện giá rất tốt so với xe xăng cùng phân khúc, ví dụ như là rẻ hơn Kia Seltos, Toyota Corolla, Cross hay là Hyundai Kona. Một điểm nữa giúp cho người mua xe né được thuế tiêu thụ đặc biệt 15% và VAT 10%, vì pin không phải thuộc sở hữu của mình, từ đó không bị đưa vào giá bán xe nên không phải nộp thuế của giá cục pin này, từ đó thì cũng được khoảng 50 triệu đồng tiền thuế trên xe. Hãng đã buộc phải đưa ra mức tối thiểu phải thu hàng tháng để thu lại vốn cho cục pin đã đầu tư cho khách hàng. Thử tính xem nhé. Muốn mua xe giá 590 triệu đồng rồi trả thêm 2 triệu trên tháng bằng chi phí mua xe khi xài xăng, hay là muốn trả 800 triệu đồng sở hữu luôn pin để rồi nếu như chai pin thì coi như phải bỏ nhiều tiền để thay cục pin mới đây. Anh Hưng Lê tiếp tục chia sẻ thêm. Còn một điều đáng nói nữa là nếu như người dùng vô tình hoặc cố tình làm hỏng pin do tai nạn, phá hủy thì hãng sẽ xử lý ra sao? Đây là một thắc mắc lớn nhất tính đến bây giờ. PV tổng hợp dân Việt, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.